thời gian vừa rồi thì tôi thấy đau đầu lắm, không chịu được, không nằm được, không ngồi được. Thế thì tôi cũng có đến các bệnh viện kiểm tra. Sau khi chiếu chụp cho tôi thì bảo tôi lại bị phình động mạch não rất là to, phải xử lý ngay, rất là hoảng. Tôi cũng rất là suy nghĩ, nếu như mà mình xử lý không biết là có được hay không, vì cái tuổi mình đã cao rồi, cái thời gian ấy còn lại của mình rất là ngắn. Thế mà bây giờ mình xử lý thì không biết rằng là mình có trụ được hay không với cái sức khỏe của mình. Thì sau một thời gian suy nghĩ thì cậu em cũng có nói là theo em thì chị cứ sang bệnh viện Tâm Anh, họ xử lý được cho chị ngay. Mà lỡ nữa là nó đỡ mất thời gian chị chờ đợi. Mấy cô em trêu tôi là cho chị đi du lịch. Thế thì tôi cũng đi xe ô tô qua đây thì mấy cô em nó lại bảo tốt lên hết là chị cứ đi vào kiểm tra đã. Nếu cảm thấy được thì chị làm luôn ở bệnh viện này. Thế bằng mà không được thì mình đi chơi. Túi phình mạch não thì chia làm 3 loại. Túi phình nhỏ tức là dưới 10 mm, từ 10 cho đến 25 gọi là túi phình lớn, và trên 25 mm người ta gọi là túi phình khổng lồ. Bệnh nhân Thúy đến thì chúng tôi chụp cổng tử và nhìn thấy túi phình đường kính là 13 mm. Khi mà đánh giá thì chúng ta đánh giá cái cổ này, cái chiều cao, cái chiều rộng, cái đáy của túi phình. Thế thì bệnh nhân này xếp vào túi phình lớn, nằm ở đoạn cuối động mạch cảnh trong, cổ rộng, và cái túi phình này thì phẫu thuật rất khó khăn bởi vì nằm rất sát nền sọ. Bác sĩ có nói là phình động mạch cỡ lớn phải làm sớm thì càng tốt, vì nếu mà để lâu ấy thì nó sẽ bị vỡ ra, thì cái xử lý còn vất vả hơn nữa. Thế thì tôi mới thấy thế, tôi mới bảo nếu tiếp thì phải làm ngay. Thế là mình về mới báo mình gia đình, lúc bấy giờ gia đình mới biết là mình quyết định là vào đây. Bởi vì mọi người cứ chỉ nghĩ là mình đi chơi thôi. Phình mạch não trước nay thì chúng ta vẫn điều trị bằng ngoại khoa, có thể phẫu thuật nội soi, có thể phẫu thuật mở sọ ra để kẹp túi phình. Sau năm 90 của thế kỷ trước đến nay thì can thiệp mạch não phát triển rất mạnh mẽ, bởi vì xâm lấn tối thiểu và mức độ để lại di chứng cũng ít hơn, và thời gian nằm viện người bệnh cũng ngắn hơn. Hiện tại bây giờ cái can thiệp nội mạch là đóng vai trò chủ đạo, bởi vì chúng ta có thể đưa vào tận nơi những dụng cụ để biết lại cái vùng phình, hoặc là chúng ta đưa một đoạn vật liệu vào cái đoạn phình mạch mang sông nó lại để cho cái phình nó không lớn lên, nó không phát triển. Kỹ thuật này thì rất an toàn cho người bệnh. Cái túi phình này của bệnh nhân thì cần điều trị bởi vì nó to và khá là nguy hiểm, và nguy cơ vỡ nó sẽ cao. Chúng tôi đã tư vấn cho bệnh nhân rất rõ ràng và người bệnh đã chọn là can thiệp mạch. Cũng rất may mắn rằng là cái can thiệp mạch này đã được bảo hiểm y tế chi trả giống như những bệnh viện công, thì tôi nghĩ đấy là một cái rất nhân văn và người bệnh cũng đỡ được rất nhiều, bởi vì cái dụng cụ này nó khá là đắt. Bệnh nhân Thúy thì chúng tôi đã quyết định điều trị bằng đặt stent đổi hướng dòng chảy. Chúng ta đưa một cái ống vào trong lòng mạch của bệnh nhân để bịt cái cổ túi phình lại để cho túi phình nó tự tắc. Kỹ thuật này đã được làm khá là nhiều trên thế giới, và Việt Nam những năm gần đây nó cũng làm rất nhiều và hiệu quả rất tốt, có thể nói rằng là vĩnh viễn. Lúc nằm để xử lý thì không thể tả được, vừa sợ vừa lo lại vừa thấp thỏm, rồi không biết là mình có trụ được hay không, tại vì cái tuổi của mình quá cao rồi, cả nhà cũng thấy lo. Nhưng mà được cái là tất cả cái màn hình ấy đều chiếu ra ngoài hết, người nhà xem hết, các con nó cũng đến xem hình ảnh xử lý cho mình ấy, chứ không phải là một mình. Sau khi mà được xem xét tất cả thì mọi người thở phào cái là thấy được, mà ở đây cũng làm nhanh gọn, thời là cũng có, tức là đạt được cái yêu cầu, tức là an toàn. Và mừng nhất là sau 5 ngày thì coi như là mình cũng đã ổn được sức khỏe. Hiện tại bệnh nhân can thiệp được khoảng độ 8 tuần này rồi, và chúng tôi đã chụp lại cổng hồng từ thì không thấy có dòng chảy trong túi phình nữa. Cái đoạn mà chúng tôi đặt stent vào trong mạch máu đấy thì kích thước hoàn toàn bình thường, stent nở rất tốt, không có huyết khối gì cả, và chúng tôi vẫn theo dõi bệnh nhân. Hiện tại bệnh nhân không còn đau đầu nữa, và chúng tôi cũng hẹn bệnh nhân 6 tháng sau chúng tôi sẽ kiểm tra lại. Mọi thứ ổn định thì có thể sau 6 hoặc 9 tháng chúng ta có thể giảm liều chống đông đi thì bệnh nhân sẽ an toàn rất nhiều. Phải nói là riêng ở đây thì tôi cảm thấy là rất là tốt. Bởi vì cứ sau một tiếng thì các em đều có mặt ở đây hết. Từ điều dưỡng viên, từ y bác sĩ đều có mặt luôn thăm khám và hỏi han sức khỏe của tôi trong tất cả 5 ngày liền. Và tôi rất cảm ơn bệnh viện đã hỗ trợ cho tôi và tạo điều kiện cho tôi phẫu thuật thành công và chăm sóc rất chú đáo. Tôi cảm thấy rất là thật sự là mình đã được sống lại, vì rằng là cái sự chăm sóc của mọi người làm cho mình yên tâm và thoải mái.